Xin kính chào các bạn. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn một số cái kiến thức, một số cái kỹ năng giúp cho các bạn có được tài liệu mình tập luyện mỗi ngày chơi đàn một tiến bộ hơn các bạn ha. Thì hôm nay thầy sẽ chia sẻ bạn một cái bài tập luyện tiết tấu cơ bản giúp cho các bạn, chúng ta vừa lấy nó làm cái bài để mình khởi động ngón luôn. Vừa lấy nó để mình luyện cái bài là luyện tiết tấu cho mình để mình có được tiết tấu vững chắc nhịp hơn các bạn ha. Thì hôm nay thầy sẽ chia sẻ các bạn. Các bạn quan sát dòng nhạc nha. Bài này cũng rất đơn giản thôi bạn. Nó nằm ở vị trí 5 phê 5 ngón tay thôi, không có chúng ta không có chạy ngón nhiều. Rồi ví dụ như mình ví dụ qua giọng đô trưởng đi ha. Thì cái thang âm của nó sẽ có là đô re mi fa sol, 5 bậc liền trong cái 5 cái bậc liền trong cái thang âm của giọng đô trưởng thôi. Rồi mình xếp ngón đều 5 ngón thôi bạn, không gì cao siêu cả. Rồi bạn quan sát trong nhà. Cái bài tập số 1 này chúng ta tập hình nốt đen, tức là tay trái và tay phải mình đánh đều nhau. Rồi ví dụ xếp ngón vô, tay trái mình xếp ngón út và nốt đô. Rồi các ngón còn lại mình xếp đều vô. Các bạn quan sát tay của tao nè. Rồi tay phải chúng ta xếp ngón cái, ngón số 1 vào nốt đô. Các ngón còn lại mình xếp đều vô. Những bạn nào rành rồi, giỏi rồi đó thì các bạn có thể không tập cũng được. Còn những bạn nào mà đang cần học, mới học, các bạn đang cần bài tập thì các bạn cứ xem và tham khảo nhé. Còn những bạn nào mà giỏi rồi thì đừng có vào đây mà cà khịa theo nha, tội nghiệp theo các bạn ơi. Rồi mình tập các bạn nhé. Nốt đen thì chắc chắn là một phách là một nốt, mình cứ đánh đều nhau, cùng đi lên thôi. Đô, rê, mi, fa, son, fa, mi, rê, đô. Bài này thì dễ đấy các bạn ha, hầu hết ai tập đàn lúc chúng ta mới vào đánh, chúng ta cũng đánh bài này hết. Rồi đó là hình nốt đen, nó quá dễ là tèo xin tập sơ rồi mình lướt qua các bạn ha. Đô, rê, mi, fa, son, fa, mi, rê, đô. Rồi tương đối dễ các bạn ơi. Các bạn nhớ khi mình đánh, tay mình luôn luôn để trên bàn phím như vậy, cong tròn, đừng có xỉa ngang như vậy. Hoặc là bám như bàn phím như vậy, các bạn ha, nhìn nó không được đậm thẩm mỹ đâu. Và ngón tay chúng ta nó không được linh hoạt. Nhớ nha, tay luôn luôn cong tròn trên bàn phím như vậy. Rồi đó là hình nốt đen. Cũng là bài tập này chúng ta sẽ qua hình nốt móc đơn. Bắt đầu tập như sau. Tay trái mình vẫn giữ hình nốt đen để mình giữ nhịp, giữ phách các bạn ha. Đô, rê, mi, fa, son, fa, mi, rê, đô. Tức là tay trái mình vẫn đánh hình nốt đen như vậy. Nhưng mà lúc này tay phải của mình sẽ đánh hình nốt móc đơn. Tức là trong phạm vi 5 ngón này thôi, nhưng mà mình đánh hình móc đơn mà nè. Đô, rê, mi, fa, son, fa, mi, rê. Đô, rê, mi, fa, son. Tức là mình vẫn đánh phạm vi vẫn trong 5 ngón này, nhưng mà mình đánh hình nốt móc gì? Móc đơn. Còn tay trái mình vẫn đánh hình nốt đen, vẫn đều. Bây giờ mình tập thật chậm, nốt cùng vô, nốt đô cùng lúc. Rồi tới móc đơn đánh tiếp. Rồi tới nốt mi này chúng ta sẽ vào tay trái nốt rê. Tức là lúc này tay trái cứ đánh đều hình nốt đen từng nốt, còn tay phải cứ đánh hình nốt móc đơn. Nó sẽ như vậy các bạn ha. Các bạn thấy tèo làm thật chậm không? Thật chậm cho tay mình nó quen. Có thể lúc ban đầu mình tập với tay mình nó sẽ bị hai tay nó quấy lộn nhau á các bạn. Cho nên mình tập thật chậm. Đừng ham nhanh các bạn nhé. Cái gì cũng vậy, ban đầu tập thật chậm thôi, làm lại. Ok các bạn, như vậy là mình đã xong được cái bài tập móc đơn đó các bạn. Sau khi mình tập nó nhuyễn rồi, tay mình đã quen rồi đó nha. Bắt đầu mình có thể tăng tốc độ chút xíu. Đó, mình có thể tăng tốc độ lên các bạn ha, để mình tập cho tay mình nó được linh hoạt hơn. Rồi đó là bài tập hình nốt móc đơn. Chúng ta tiếp tục qua cái bài tập tiếp theo. Cũng là tay trái vẫn giữ nguyên như vậy, nhưng mà tay phải chúng ta sẽ đánh hình nốt liên ba đơn. Tức là ba nốt chia đều cho một phách các bạn ha. Thì chúng ta tập như sau. Tay trái vẫn giữ nguyên là vẫn đô, rê, mi, fa, son, fa, mi, rê, đô. Tay trái vẫn giữ nguyên,
Nhưng mà lúc này tay phải chúng ta sẽ hình nó móc đơn, liên ba đơn, trời nó nhầm. Rồi như sau. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tức là chúng ta cứ đánh hình nốt liên ba đơn trong phạm vi 5 ngón này. Còn nó rơi vào cái nốt nào là phách số 1 đó, thì kệ nó. Mình đừng có liên quan các bạn ha, mình đừng có suy nghĩ tới. Mình cứ đánh đều như vậy thôi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Mình cứ đánh đều như vậy các bạn ha, liên ba đơn như vậy. Còn tay trái chúng ta đánh từng nốt. Rồi bây giờ mình sẽ ghép thử, đánh thật chậm nè. Có thể đánh thật chậm nữa các bạn, để tay mình nó quen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Đó, bên tay phải mình cứ đánh hình liên ba đơn như vậy, còn tay trái mình cứ đánh đều. Cứ tới cái số 1 là mình nhấn thêm một nốt ở bên tay trái. 1, 2, 3, 1. Đó, bạn thấy rõ ràng tới số 1 là tao nhấn bên tay trái một nốt. Nó trùng với cái tiết tấu của liên ba đơn các bạn ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tập thật chậm như vậy các bạn, cho tay mình nó quen. Đừng có ham nhanh các bạn nhé. Lúc này tay phải của chúng ta, cái nốt số 1 á, nó sẽ rơi vào bất kỳ trong các cái ngón tay này, cho nên chúng ta phải tập thiệt là kỹ, nếu không nó sẽ bị nhầm lẫn các bạn, đánh hồi bị sai hoài, tiết tấu hoài luôn đó. Lúc ban đầu tèo mới tập cũng vậy các bạn, mới tập cái này nó sẽ bị sai hoài à. Cái đầu mình tập thật chậm lại để mình hình dung được cái ngón nào nó sẽ rơi vào số 1 để mình đánh. Ok bạn nhé, khi tập quen là chúng ta sẽ tăng tốc độ lên như vậy, cho tay mình nó linh hoạt. Đó là bài tập liên ba đơn, các bạn cần chú ý nhé, tập thật kỹ nha, dễ bị nhầm lắm đó. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục qua bài tập móc kép hay là gọi là móc đôi đó. Thì cái bài tập này chúng ta đánh 4 nốt trong một phách, tay trái vẫn đánh đều. Đô, rê, mi, pha, vẫn đều như vậy, như cũ các bạn ha. Rồi tay phải chúng ta đánh chu kỳ 4 nốt trong một phách, hình nó móc kép mà các bạn. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Thì cái này nó dễ các bạn, nó vô tình. Nó chỉ rơi vào ngón cái và ngón út thôi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Nó dễ kiểm soát cho chúng ta, tại vì cứ ngón cái và ngón út là chúng ta đánh một nốt bên tay trái cộng vô. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Cứ tương tự như vậy các bạn ha, nó dễ hơn. Rồi bây giờ mình đánh cho đúng cái thế ngón. Rồi nó dễ hơn các bạn ha, chu kỳ cứ hai nốt ngón cái và ngón út là mình đánh một nốt vô thôi. Cái bài này thì dễ hơn các bạn ha. Rồi đó là một số cái bài tập mình vừa luyện khởi động ngón để cho tay mình linh hoạt hơn, và mình vừa luyện lại các tiết tấu luôn các bạn ha. Sau khi mình tập từng cái tiết tấu như vậy, nó đã là nhuyễn rồi, bắt đầu mình có thể đánh ghép tất cả các cái tiết tấu lại với nhau. Ví dụ tiết tấu thứ nhất, tiết tấu thứ hai, như vậy tèo gom tất cả các tiết tấu lại để tèo tập. Thì mình cứ tập như vậy bạn, xong dù hình móc mép xong đó, rồi mình tiếp tục quay từ đầu lại.
Tức là đây là một cái bài luyện ngón, khởi động ngón cho chúng ta luôn đó các bạn. Mình tập nhiều như vậy thì mình vững cái chắc cái nhịp nè, tại vì tiết tấu hai tay vẫn khác nhau mà. Rồi thêm là mình khởi động ngón tay mình đánh đều hơn các bạn ha. Rồi đó là một số cái bài tập luyện tiết tấu tại muốn chia sẻ các bạn. Sau khi mình đã luyện nó nhuần nhuyễn rồi, bắt đầu mình mở rộng thêm. Mình không đánh nó ở gam, ở giọng đô trưởng nữa. Ví dụ mình qua giọng rê trưởng đi. Rồi rê trưởng, thang âm liền bậc của nó là rê mi fa son la. Lúc này chúng ta có nốt pha thang rê mi fa son la son fa mi rê. Rồi mình cũng áp dụng các cái tiết tấu đó mình đưa vô thôi. Đó, tương tự như vậy các bạn, chúng ta vẫn lấy cái tiết tấu đó để mình áp dụng qua giọng khác, để cho tay mình linh hoạt, mình mở rộng thêm đó các bạn ha. Dù qua giọng mi trưởng cũng vậy thôi các bạn. Đó, giọng mi trưởng nè, mi, fa thăng, son thăng, la si nè. Đó, chúng ta đón cái phần mở rộng để mình qua những cái tông giọng khác nữa, để mình đánh cho tay mình được linh hoạt hơn các ở các cái thế ngón các bạn ha. Ví dụ la trưởng đi. Đó, như ví dụ như vậy các bạn ha. Đó cái phần mở rộng để các bạn có thể mình tài liệu mình tập luyện thêm. Nếu những bạn nào chúng ta đánh được những cái tiết tấu cơ bản đã đô trưởng rồi thì mình qua những cái giọng đó để mình tập luyện thêm, mở rộng các bạn nha. Tèo vừa chia sẻ các bạn một cái bài tập luyện tiết tấu cơ bản giúp cho các bạn vừa là cái bài khởi động ngón nè, vừa là cái bài để giúp cho mình luyện tiết tấu luôn các bạn. Giúp mà tiết tấu các bạn mà đã vững rồi đó thì chắc chắn cái nhịp các bạn nó cũng sẽ vững theo. Đó là chúng ta cái bài tập mà cái lợi ích của nó mang lại cũng rất là nhiều các bạn ha. Cố lên các bạn, không có gì là cao siêu đâu, chẳng qua chỉ là thói quen tập luyện mà thôi. Một ngày không được thì 3-4 ngày, 3-4 ngày không được thì 3-4 năm, không có gì các bạn, cố lên. Nếu trong lúc tập luyện còn điều gì mà khó khăn thắc mắc, các bạn cứ để ở phần bình luận nhé, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn muốn tìm hiểu kỹ năng gì hay muốn đệm hát bài gì đó, cứ để là phần bình luận của video này luôn nha, Tèo sẽ chia sẻ các bạn mà thôi. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ hôm nay bổ ích á, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha, để bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn các bạn ơi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.